Và xin chào tất cả anh em. Hôm nay bên cửa hàng nhà mình có về được một con EQ hay chúng ta thường gọi là lọc xì, đến từ thương hiệu Baima, sản xuất theo công nghệ của USA Mỹ, model là FEQ 3102, hay là mã hàng cũng rất là đẹp, hình thức bên ngoài thì gọi là đẹp xuất sắc. Tất cả các cần gạt EQ đều còn zin, chiết áp hoạt động bình thường, các phím bấm và chiết áp hoạt động bình thường. Mình sẽ quay phần hình thức bên ngoài để mọi người cùng xem. Đấy, còn rất là đẹp. Baima, thương hiệu con kiến giò, kiến nửa. Và đây là phần nội thất bên trong. Đấy, nội thất còn rất là sạch đẹp, sáng sạch, các IC tụ trở còn rất là sáng sạch, mền mạch còn rất là sạch sẽ. Có đèn nháy theo điệu nhạc. Khi nhạc đánh ở cái nhạc cụ là bát hay chung hay chép thì nó sẽ đèn nó sẽ nháy đuổi ở vị trí đó. Cái tín hiệu là mạnh ở vị trí nào thì đèn nháy nó sẽ nháy ở vị trí đó. Đấy, rất là đẹp. Con này là hàng xuất châu Âu, sử dụng điện áp 115V và 230V. Và hiện tại thì nó đang có mặt tại Việt Nam, châu Á. Và anh em nào có nhu cầu mua sản phẩm này thì hãy nhanh tay liên hệ mình, vì chỉ có một con duy nhất thôi. Và đây là tổng thể nội thất ruột gan bên trong, biến áp nguồn này. Đấy, các linh kiện còn rất là sáng sạch đẹp, bao zin 100%. IC khuếch đại thuật toán 4558 là xịn này. Cái chất âm nghe nó rất là hay. Giải cao nghe nó rất là tơi nhuyễn. Cái linh kiện còn rất là đẹp nhé. Ở đây là thông số của máy, sử dụng điện áp hai cầu điện 115V và 230V. Logo của thương hiệu Baima, đây con kiến này, con kiến rất là to nhé, sản xuất theo công nghệ của Mỹ, thương hiệu đến từ Mỹ. Các cổng tín hiệu kết nối tín hiệu đầu vào và đầu ra bằng jack 6 ly và jack ca lông, đây còn rất là đẹp. Ruột gan rất là gấu, linh kiện mềm mạch còn rất là sáng sạch. Con này thì có mà sử dụng 10 đến 20 năm nữa thì cũng vẫn còn rất là ngon. Nên linh kiện cũng rất là sáng sạch, các chiết áp thì hoạt động bình thường, không sợ xoẹt. Giá của sản phẩm này là 3 triệu nhé. Anh em nào có nhu cầu mua thì nhanh tay, chỉ có một con duy nhất thôi. Giá là 3 triệu tròn. Anh em ở xa thì vui lòng cọc trước tiền để mình sẽ ship hàng. Rất là đẹp. Thì cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.